Xin chào tất cả các bác, chào mừng bác quay trở lại với kênh YouTube của Minh Như Lạnh. Hôm nay thì em không lên live nhé bác nhé. Hôm nay thì em chỉ có làm video thôi. Đấy. Thì lên nhanh cho bác xả cho bác trục mã lọc không khí bù ẩm với lại trên nó bác ít đài, đài thì toàn cực phẩm thôi nhé. Hôm nay bác nào chốt được đài thì toàn cực phẩm thôi. Ok, lên luôn cho các bác nhé. Đây, cứ lên cho bác của em đầu tiên này, lọc không khí. Con này là con Pana, con này con 2 sao quá nhá. Con sáp, xin lỗi bác, con sáp 2 sao. Con này, con này của nó là 43W không nhá, 43W thôi. Đấy. Này thì xả luôn, thành là những thanh xả cho các bác thôi. Đây. Phổi ok không nhá. Phổi này của nó còn được 80% nhá. Đây than hoạt tính này. Đấy. Các bác chốt mã nào thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0975 75 716 giúp em. Đây. Bao đủ guồng nhá. Bao đủ guồng cho các bác nhé. Cái đây thì không phải lo đâu. Bao đủ guồng nhá. Cái lọc không khí nhá. Tất cả những mặt hàng bên em chỉ có lọc không khí là em không bao ship thôi. Còn tất cả những mặt hàng khác thì các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Em bao đủ guồng cho các bác này. Bác nào lấy con này nhá. Mã này là mã số 931. Đấy. 931. 330.000. 931 330.000. Xẻ thanh lý cho các bác. Nói chung là đầy. Rất nhiều luôn. Mà là không khí em giờ nó nếu mà nó trắng tinh đẹp thì không còn thôi, chắc giá nó chỉ tầm từ 300 thôi đấy, cho đến 350.000 một con thôi. Nói chung là cái giá này thì cái giá lợn chết rồi. Đây con này, ở đây con này nó rơi phổi. Ủa đây, phổi con này thì mới tinh nhau nhá. Này, phổi mới tinh luôn đấy. Đây thằng nào nó rơi phổi thì phổi mới tinh luôn đây. Đây, lên tiếp cho bác đây. Chạy không? Chạy. Con này sắp 4 sao. Đây, guồng nước ok đẹp nha các bác nhá. Guồng nước ok đẹp nha. Phổi con này cũng còn mới nhá. Đấy. Phổi cũng còn mới luôn. Con này xem nào, công suất 70W các bác nhá. Công suất 70W này. Bác nào lấy này, giá con này thì nhích lên tí đi. 380.000. Đấy, còn được con phổi mới thì 380.000 thôi. Đấy. Đây. Mã này là mã số 932 nhá, 380k. Đấy. Các bác chốt thì gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 giúp em ạ. Lên nhanh thôi. Hôm nay em không like mà. Đây, hơi vàng tí này. Nói chung là nếu mà các bác về các bác ủ lên thì cũng ok thôi. Còn nếu bác không ủ thì các bác đầu tư ra hơn 100.000 đi sơn thôi. Đây, con này phổi cũng còn ok nhá. Đấy. Phổi ok này. Con này chắc công suất nhỏ thôi. Nếu mà nó có mỗi lá này thì công suất nhỏ thôi. Con này công suất là 28W thôi, đúng công suất nhỏ luôn. Công suất nhỏ 28W. Con công suất nhỏ này thì nó không có hoạt tính. Đây. Phổi mới tinh nhau nhá. À, buồng nước mới tinh nhá, buồng nước mới tinh. Chạy rồi, đây có nhá, chạy rồi nhá. Đấy, đây bác nào chốt đây. Mã này là mã số 933, 300.000 thôi. Ba trăm. Nói chung là không khí này nó giá gọi là siêu lợn chết rồi. Các bác chốt thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0975 775 716 nhá. Đây tiếp tục đây là sáp nữa này. Nói chung là giá rẻ rồi. Nếu các bác thích thì mua về mua cái phổi nữa. Giờ các bác mua ngoài cũng toàn 700-800 nghìn, rẻ không vậy, 600-700. Con này 32W nhá. Đấy. Giá nó rất là rẻ. Đây này, chạy ok rồi này. Xem nào, buồng nước này. Xem than phổi. Ui con này phổi mới tinh luôn này. Úi giời. Này. Con này phổi mới 100% luôn nha các nhá. Hoạt tính này. Đấy, nói chung là nó vàng vì nó bị ủ ủ trong công thì cái này nó bình thường thôi, không có gì cả. Nó mới tinh như này thì còn cái gì đâu mà phải suy nghĩ nữa. Phổi mới tinh luôn. Xem buồng nước này. Ui.
Con này ruột nó mới tinh nhá, nói chung là vàng này, nó bác nào về đầu tư 100.000 sơn đấy, đẹp mê luôn. Còn bác nào không thích sơn thì dán, dán mấy chục nghìn là đẹp ngay. 32 watt cho bác nào chốt nhá, 350.000 nhá. Mã này là mã số 934, 350.000. Quá rẻ. 350.000. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây, tiếp tục này, sáp này. Bao nhiêu watt đây? À, con này của nó 70 watt luôn này, sáp to 70 watt này. Đây, chạy ok rồi nhá. Xem nào. Nói chung là vàng, nếu bác nào mà không quan trọng quá lắm, đây, phổi vẫn còn được tầm khoảng 70% thôi. Đấy, đấy hoạt tính đều nhá. Mà con này công suất là 70W thì công suất to đây. Giá rẻ thanh lý cho các bác thôi. Giá đoạn chết thôi. Lọc không khí không bao ship. Đây, bánh xe anh ok nhá. 330.000 cho bác nào chốt nhá. Đấy, giá đoạn chết. Mã này mã số 935. 350.000. Còn tí mà bác nào mà thích đài, đài toàn cực phẩm thôi, hôm nay toàn siêu phẩm thôi. Bác nào hôm nay chốt đài thì chắc là gọi phát là mất tích luôn. Đài này toàn siêu phẩm nhá. Đồ này bán toàn đài xấu, chán đời. Hôm nay phải đảo ngược, đài thì siêu phẩm nhưng mà là không khí thì toàn phẩm siêu thôi. Nào, chạy. Ok, chạy rồi. Xem nào. Ô, con này được cái phổi mới tinh các bạn ạ. Này ơi trời. Con này thì được cái phổi mới tinh này. Này, ta là tính là được cái phổi mới tinh. Thế về tải. Phổi này thì đỡ được mấy trăm nghìn luôn. Nói chung là không phải nói nhiều, 350. Có nhá. 70W này, cũng 350 này. Đây. Vừa nước đẹp rồi nhá. Đấy, 350.000. Mã này là mã số 936. 936 nhá. Đấy, cũng 350.000 thôi. Cho bác nào ưng này. Nó chỉ vàng kiểu ủ công thôi. Đấy. Các bác có xem video thì cho em xin một like. Đấy, bác nào mà chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin thì các bác gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 giúp em nhá. Có chục con lọc không khí thôi. Đây. Có phải là nào nào, chạy chưa nào? Chạy rồi đây. Xem phổi nào. Ui, con này thì phổi xấu rồi. Đây này, con này bán cho bác về mua phổi này. Đây thân là tính thì đẹp mê ly luôn. Thanh lý cho bác về mua phổi nhá. Con này thì thanh lý luôn cho nó nhanh. Xem uống nước cái thứ này. Ở đây, uống nước thì lại siêu đẹp luôn. Đấy, thế với ảo. Uống nước thì siêu đẹp luôn. Công suất là 70W luôn. Đấy, con này con sáp 4 sao đấy. Mã này là mã số 937 của nhá. Đấy. 270.000. Giá gọi là rẻ như cho. Mọi thông tin bác gọi trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhá. Hôm nay xem bác nào này may mắn chốt được những con đài siêu phẩm của em. Úi giời. Rơi. Đây con này. Phổi con này ok nhá. Phổi này về có vệ sinh qua đi nhá. Đấy, nó rơi phổi ra ngoài. Nó rơi cái này. Cái gì? Xem nào. Uống nước các bạn ơi. Uống nước con này nó hơi second hand một tí. Thanh lý cho các bác thôi. Được cái phổi thì vẫn còn đẹp. Con này cũng là con sáp to đấy. Nhưng mà thôi cũng thanh lý cho các bác thôi. Đấy. Công suất của con này của nó cũng 70W cơ mà.
Đấy, nhưng mà cũng 300 nghìn thôi, cho bác nào chốt nhá. Đấy chạy nhá. 300k. Mã này là mã số 938 300. Đấy nhá, mỗi lọc không khí này là không bao ship đấy nhá. Đấy, bác lưu ý nhá. Không lúc đến thì lại bảo sao lại không bao ship, vì cái lọc không khí này nó rất là tiền cước có toàn 80 nghìn thôi. Bao ship nữa thì em còn đúng cái nhìn. Con này nhìn còn đẹp đẹp này, không biết là tình hình thế nào đây. Giờ chắc học khí thanh lý cho các bác ơi. À, con này 44W coi nhá. Chạy ok đây. Con này thì nhìn có vẻ rất là đẹp. Xem nào. Úi giời, phổi được. Đây. Con này phổi còn ok nhá, tham là tính đẹp nhá. Đây. Đấy. Phổi này của nó còn đẹp nhá, phổi này của nó cái màu xám xám chứ không phải là cái phổi màu trắng. Kiểu màu kiểu than có pha thêm than là tính. Xem nào. Guồng. Đây, guồng nước đẹp coi nhá. Đấy, 44W. Bắt đầu lấy con này thì để cho các bác giá là 350.000 nhá. Con này thì phổi đẹp. Phổi đẹp. Chạy ok. Mã này là mã số 939. Để cho bác giá 350.000. Nhưng mà gì? Bồng. Lên cho các bác nốt bọn em nó thôi này, xong rồi lên cho bác toàn những em đài siêu phẩm nhá. Đây chạy ok rồi này. Con này. Ui con này phổi mới. Úi giời. Này. Con này phổi của nó là mới 100% luôn. Này. Cho bác nào chốt đây. Tự dưng được con phổi nó mới như thế này nhỉ? Con này của nó là 43W. Cho bác nào nhanh tay. Úi giời, mới tinh này. 350.000 cho bác nào nhanh tay. Hết. Đấy, là phục ý là hết. Mã này là mã số 940 không nhá. Đấy. 3 tỷ rưỡi. Ok. Lên cho các bác ít đài toàn siêu phẩm thôi. Đài toàn siêu phẩm thôi nhá các bác nhá. Đây em lên cho các bác hôm nay nhá, đây này, em có con này này, nhưng mà chắc em chưa lên đâu. Khoe khoe cho các bác tí thôi. Đố các bác biết con gì luôn. Đấy. Con này là con Sony CF1990 nhá. Đấy. Đẹp. Sony 1990 không nhá. Đây này. Ú à thôi thôi không bóc nữa. Đấy, có nhìn thích không? Sony 1990 này. Đấy, nguyên bao da luôn. Em chưa bóc đâu. Khoe các bác tí thôi. Đấy. Okay. Đây. Lên cho các bác bọn em siêu phẩm đầu tiên. Sáp QT77MK2 đẹp mê ly nhá. Con này thì bác nào chê được thì em chịu nhá. Sáp QT77MK2 đẹp mê ly nhá. Đấy. Về rồi. Này, cho các bác nhìn này. Cái chất của nó này. Chắc đi rửa tay chân. Đấy, QT77MK2 màu đen đẹp mê ly luôn. Đấy. Ui sống luôn. QT77MK2 đẹp mê ly nhá. Cassette sống. Hai cassette chạy hoàn hảo này. Hôm nay thì em toàn siêu phẩm thôi. Nay toàn siêu phẩm thôi. Đây, ok chưa? Nay thì nó là siêu phẩm rồi. Nên là bác nào mà chốt con này thì nó không có gì phải suy nghĩ luôn. Đấy. Siêu phẩm luôn. Một em siêu phẩm Sharp QT77MK2 màu đen đẹp gần như gọi là xuất sắc, không có gì để phải chê đâu nhá. Đấy. Mã này là mã số 941. Con này các bác lấy thì để cho các bác giá là 941 này. 1.9 triệu nhá. Đẹp xuất sắc, chạy hoàn hảo. Đấy, cực phẩm, một em cực phẩm đầu tiên này.
Ok chưa? Đấy, bọn em siêu phẩm đầu tiên nhá. Đây. Ừ, chê được thì em chịu nhá. Tiếp tục là bọn em siêu phẩm thứ hai. Siêu phẩm thứ hai cho các bác này. Hiếm có khó tìm luôn. À đâu? Nó không hiếm đâu, nhưng mà để các bác tìm được cái bao da mà nó mới như thế này và cái con này nó mới như này thì em nghĩ là nó hơi khó. Đây là bọn em Nationa RS các nhá. Đấy, Nationa RS. Ừ. Này toàn siêu phẩm thôi, không làm gì thôi. RS 4100. Này. Riêng bao da của nó thì như mới rồi, còn đài của nó thì cũng gọi là mới như 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 mới. Đây. Nó gọi là siêu phẩm chưa? Đây, bao da này. NARS 4100 bao da mới tinh. Đã được chưa? Đấy, và đài này. Đây, nó gọi là siêu phẩm chưa? Đấy. Thế nó gọi là siêu phẩm chứ còn là quay vậy thôi chứ còn các bác gọi chốt ngay còn kịp. Nào, siêu phẩm nào, lên đi. Đấy, siêu phẩm lên rồi. Nó là cầu thủ nổi tiếng, đấy, mặc dù vậy thì ở nó trên sân thì là cầu thủ phẩm, lấy cầu thủ thì nó là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi quan trọng là sân trường đấu khi mà có cái đá là chính. Con này và các set nó có thể dọn, nhưng mà nó quá mới rồi. Thì tôi quá mới tôi luôn. Nhiều bài học nên là quá ok luôn nhá. Sát và quên mất Nationa như mới. Đấy. Nationa như mới. Đấy, được quả bao da này nữa thì chấm hết luôn. Mã này là mã số 942 quá nhá. Con này để cho bác giá là 1 triệu rưỡi. Đấy, cho bác nào chốt được con này hôm nay thì nó quá ok luôn. Như mới ra lại còn được cái bao da này. Đấy. Đây, nhìn thích chưa? Đấy. Bình thường kiểu tư cả bao da nó mốc bình thường có 1,4 triệu mà cả bao da 1,5 triệu tiếc cái nhỉ. Thôi bán. Bây giờ đọc giá rồi. 942 1,5 triệu. Quá rẻ đúng không? Nó toàn siêu phẩm của em đấy nhá, chứ không phải là không có hàng, toàn hàng siêu phẩm của em thôi. Đây này, siêu phẩm này. Đây. Một em Nationa. Đây cái này là về có tẩy thôi nhá, Nationa đẹp chưa? Quá ok luôn. Đấy, màu đẹp luôn. RXD30 nhá, Nationa RXD30. Siêu phẩm này. Toàn siêu phẩm thôi. Đẹp quá đẹp luôn. Ngon lành luôn. Có chỉnh bát tép này. Giải 108 luôn. Tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Làm có thể là không phải là phải để lấy chúng tôi tốt thôi. Đấy. Nhưng mà tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn cassette sống này. Hai cassette sống hoàn hảo nhá. Hai cassette chạy hoàn hảo luôn. Đâu, cái bằng cassette đâu rồi? Cắm cho bác nghe thử tí cho nó phê nhá. Đây. Đây là cái cuốn băng vừa chạy đâu rồi ấy nhỉ? Cái cuốn băng này hay sao nhỉ? Băng này đang tiếng nó bé lộn đổi được mặt khác xem đấy ok chưa đấy cho bắt đầu chốt này mã này là mã số 943 1,3 triệu quá nhá 1,3 tỷ sẽ bắt đầu ưng nhá Nationa con này thì hiếm khi có những cái con nào đẹp như này nó đấy mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 á. Đây lại siêu phẩm nữa này siêu phẩm này còn chưa có bóc dưới bóng cơ không biết có đẹp hay không thì không biết nhưng mà nói chung là toàn siêu phẩm hàng hot thôi đây ok một em Nationa F33 các bác nhá một em Nationa F33 màu bạc đấy siêu phẩm này F33 màu bạc này. Ồ, con này để cắm chân này rồi. Đấy.
chân này nó đang đây, cái chân na này của em nó đang bị hỏng này. Đấy, có gì chưa, chân na của em đang bị hỏng. Cái chân na này của em nó đang bị hỏng, lại không lên. Cái chân này nó đang bị ấy này. Đây, chờ em tí em lấy lại cái chân này. Nó đang bị đứt dây. Đây. Hôm nay về các bác phải dọn cassette nhá. Đấy. Đấy, về các bác phải dọn cassette Natuna S33 màu bạc nhá. Đây, cho bác nào chốt đây. Đây. Ừ. Đây. Mã này là mã số... Này khi bán bao nhiêu nhỉ? Mua. 944 quá nhá. Mua. Để bác giá con này là 1.6.000. 944. Đấy. Mọi thông tin thì các bác gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 nhá. 94 mấy rồi nhỉ? 944. Đây. Lâu lắm rồi mới có cái con này để lên cho các bác này. Lâu lắm rồi. Nhá. Các bác nhá. Con này là con Sony. Sony một con Sony Sony hai loại đấy. Con này là con 4 loa bầu dục đấy, các bạn nhớ không? Sony 4 loa bầu dục này. Đây. Đấy, cái này nó xước mất tí chỗ này thôi. Cái này còn ăn được cái chân kia thôi. Con này là con vâng. 4 loa bầu dục đấy, các bạn nhớ không? Lâu lắm rồi mới có để lên cho các bác đấy. Đấy. Con này đẹp nhỉ? Con này đẹp lắm. Nó mua lên đây cái này người ta vặn người ta xước tay thôi, còn lại thì tổng thể nó quá đẹp luôn. Đấy. Nó gọi là có tổng thể của nó thì cực đẹp luôn. Từ từ xem nó vào điện chưa đã. Kẹt nút rồi. Con này nó có cả lá in cái thứ luôn mà. Chưa thấy vào điện. Ui đẹp quá. Thôi. Thôi bán luôn cho các bác thôi. Nó cũng sật sẹt thôi. Này. Con 4 loa bầu dục này đẹp chưa? Đấy, con này là mọi khi hay bán cho các bác một đồng 6 đấy. Trong tình trạng như này thì bác nào lấy này, để cho bác giá 1.3 triệu về các bác dọn nhá. Mã này là mã số 945. Đấy, 1.3 triệu. Con này thì quá là hợp lý rồi. Con 4 loa bầu dục nhá, Sony. Model của nó là CF2580, 4 loa bầu dục này. Đủ hết nút và anten. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây đây. Đây, siêu phẩm tiếp cho các bác này. Một em Hitachi Vantage Nico. Đấy. Con này model của nó đây. Đấy các bác bán con này cũng giá nó gọi là trên kinh khủng lắm, trên rời lắm. Xem nào. Con này model của nó là TPRV-3 các bác nhá. TPRV-3. Đấy. Khoảng 3 cục, con này là con loa 3 cục nha các nhá. Đủ hết nút luôn. Đây. Đủ hết nút. Xem nó bật đến chỗ nào đã. Chưa thấy vào điện. Từ từ tí em này xem nào. Lại vô điện đó.
TPR xem nó để AC DC xem nào. Chưa thấy vào điện nhỉ? À đây đây đây, cái nút nguồn đây, chỉ đến khổ thôi. Cái nút nguồn nó to tướng, cái đi tìm ở đâu các bạn. Chán đời. Quá chán đời. Con này ngon luôn này. Cái nút nguồn to tướng ấy, cứ đi tìm. Con này về các bác vẫn phải dọn cassette rồi. Ui. Cần 200 hội viên tham gia vào đấy, tập thường xuyên. Ok chưa? 5 câu lạc bộ văn nghệ. Quá đẹp luôn. Câu lạc bộ văn. Hai em này. Ok chưa? Về các bác soạn mới cassette thôi. Đấy, mã này là mã số 946 nhá. Con này cục ba cục để bác giá là 2,3 triệu. Đấy, 946 này. 2,3 triệu cho bác nào chốt này. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 nhá. Toàn cực phẩm của em thôi. Đây, này này. Đẹp chưa? Đây, hôm nay cho bác nào chê lên toàn cho các bác quán những con nó đẹp bê ly luôn. Nationa RX 5060 nhá. Nationa RX 5060 này. Toàn siêu phẩm thôi. Toàn con đẹp. Đây. Cassette chạy hoàn hảo. Làm cái gì? Đấy. Tự nhiên đến nói cả phát biệt thì thực sự lại được mọi người yêu thương. Quá ok luôn, chạy hoàn hảo, cho bác nào chốt nhá. Mã này là mã số 947, giá là chỉ có 1,4 triệu thôi. Đấy. 1,4 triệu. Đấy, toàn những con gọi là siêu phẩm của em thôi. Mọi thông tin các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 nhá. Xem nào, lên tiếp cho các bác nào. Đây. Sanyo U4 MK5 trừ đi MK3. Còn MK2 thôi. Siêu phẩm hôm nay em không like. Bác nào ưng được con nào thì gọi trực tiếp giúp em nhá. Hẹn các bác ngày mai lên tiếp thôi. Đây. Đây, có vài điện rồi đây. Nói chung là hơi khó dò. Tại vì nhà em nó đang rất là nhiều đèn flash hỗ trợ các thứ. Về các bác cứ dò thôi. Con này cassette chạy này. Hai cassette sống luôn. Đấy. Về các bác chịu khó dò thôi. Chứ nhà em nó hơi khó dò vì nó nhiều đèn flash lắm. Đây. Cho bác nghe cassette nhé. Đâu không dối. Quá ok luôn. Hãy thử lại cassette này nào. Hả? Hiểu chưa? Hiểu chứ. Bên này thì em nghĩ không phải trùng đâu, nó bẩn mắt tử, sợ bẩn mắt tử vì nó vẫn đang quay bình thường mà. Nhưng chưa hiểu gì. Đấy.
rất mới luôn. Tôi bảo hôm nay lên toàn siêu phẩm rồi. Này bác nào chốt này, MK2 Woomer, K2 màu bạc nhé. Màu bạc cũng không có nhiều đâu. Màu đỏ thì có thể đầy, màu đen thì đầy, chứ còn màu bạc thì không có đâu. Giá là 1.2 triệu. Mã này là mã số 948. 1.2 triệu. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 ạ. Hả? Đây em còn một con sáp 505 nhưng không đẹp lắm, thôi không lên. Lên bác còn toàn siêu phẩm đi, chứ còn không siêu phẩm không lên. Đây lên tiếp cho bác một em Na, con này là cũng rất là chất luôn. Đấy. Đây bụi thì nhá, con này về bác lau đi thì cũng là siêu phẩm luôn. Na con nhá, con này con Na 4300. Đây này. Đã từng lên cho các bác được trước từng quay con này, nó không có con này thì nó không có nhiều. Đấy. Đợt trước lên mỗi lần về cứ như có chỉ có một con, hai con. Mỗi lần về chỉ có một con hoặc hai con thôi. Quay riêng các bác thôi. Hôm nay nhưng chỉ có duy nhất mỗi một con này thôi. Đấy. Đây. Tôi về các bác dò nhà em hơi khó dò. Đây này. Nó hơi khó dò. Nó quá nhiều đèn flash rồi, con nào nó phải cực khỏe nó mới dò được. Con này về các bác vẫn để dọn cassette nhá. Đấy. Na RS 4300. RS hay RX? RS đúng không? RS. Này con RS. Đấy. Vẫn như vậy thôi. Từ trước giờ vẫn bán cho bác 1 triệu 6. Đi vẫn bán 1 triệu 6 thôi. Nhá. Mã này là mã số 949. 1 tỷ 6. Đấy. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716 ạ. Lên cho bác một em nữa này. Đây. Một em Na gọi là hầm sáu hố luôn. Đấy. Cho bác nào thích này. Đấy. Hầm hố luôn nha các bác nhá. Con này con Na RX 5620. Đấy. Nó cũng là một cái hàng rất là hầm hố này. Đây là đèn. Úi, đèn đẹp chưa? Có nhìn này. Đẹp chưa? Rồi, xem nào. Ô, cassette chạy luôn à. Ôi giời ơi, con này là cassette chạy này. Bác nào mà không chốt con này đúng là phi hơi đúng không? Đấy. Cassette lại còn chạy luôn chứ. Đây con này nó cái nút này nó bị gãy mất nửa này. Đấy, mỗi thế thôi này. Bác nào có cái nút để thay đi rút ra thay đi được này. Đấy, mỗi vậy thôi. Giải con này là giải 90. Đây cho bác nào chốt này. Mã này là mã số 950. Để cho bác giá là 2 tỷ 1 nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 76. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video của tối mai livestream nhá. Hôm nay thì em xin dừng live đây thôi. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh.